Một cụ già lấy được cô vợ vừa trẻ lại vừa xinh đẹp, trong lòng mãn nguyện lắm. Khoảng vài tháng sau, ông ta chạy đến bác sĩ báo tin: "Thưa bác sĩ, vợ tôi có tin vui." Ông bác sĩ sau khi khám, chẩn đoán liền suy nghĩ một lúc rồi nói: "Tôi sẽ kể cho cụ nghe một câu chuyện có thật 100%. Một giáo sư nọ đãng trí, rất thích đi săn. Một hôm thay vì mang súng vào rừng thì ông ta lại mang nhầm cái ô. Đang đi trong rừng, bỗng một con hổ từ trong bụi nhảy sổ ra. Ông giáo sư rút cái ô ra, bắn chết tươi con hổ. Ngay lập tức cụ già nhảy cẫng lên: "Tôi không tin, chắc phải có người đâu đó bắn hộ chứ." "Vâng, thưa cụ, chắc chắn phải có người bắn hộ," ông bác sĩ nói. Bài học: đừng chỉ nhìn kết quả mà hãy suy xét lại kỹ lưỡng quá trình hình thành và phần trăm tạo lên kết quả. Và một hài hước nhỏ: phụ nữ trẻ đẹp là những niềm đau.